cha thì đeo ai biết được. À, nhạc to ấy thì mới điên rồi, mới đeo chi cha. Cái mẹ nó liên quan đến mình đâu. Quay bên kia mà. Đâu im nhỉ, đâu im điên nhỉ, mấy thằng béo thì phải nên mấy công an tử lộn rồi đi cổ quay. Mấy này thì phải đi uống. Mấy này đò đi uống kiểu đi uống hút xa với đò đi uống trà chanh miễn phí quay luôn. Đó luôn nó mới trà chanh. Mấy này này. Mấy này đi uống trà chanh miễn phí. Mấy anh ra xong rồi đi uống chai chanh miễn phí là không được, đuổi về nhá. Mày đuổi mấy thằng chó xanh về nhá. Cái tuổi gì? Ok. Kệ nên mình kệ nó, mình cứ chơi xì xà, chơi cho rực rỡ. Qua. Thì vẽ thằng này nhỉ, tội phạm sao sợ công an. Nhìn thấy người cọp hết cả về. Nó nhìn thấy công an cái nó cọp hết cả vòi vào kìa. Cọp hết vòi vào kìa. Công an sợ lắm. Đi. Đang không chưa mặt mày đâu, anh biết rồi. Mày đang nghiêng này. Đang hút xì xà ngon. Để nhà cái lợn này, mẹ tao uống hết có lửa cho rượu luôn rồi. Cái bà mày mới bịt cụ mày. Mẹ mày chỉ bốn này đó. Có mông điện thoại, có đùi điện thoại chưa? Thì phải cả thế giới người có một đấy. Quay không? Ôi, cầm máy à? Cầm máy à? Cái gái đấy. Ôi, chị Hoàng tốt. Thôi anh gửi tiền anh về, công an với anh làm cái lồn này còn công an. Anh trả tiền anh về đó. Công an thì liên quan lồn thì anh công an nô lệ của dân, thì mẹ ta là dân, công an thì là người. Dân là gốc, con là ngọn. Gốc có đổ, ngọn có lồn mà sống được. Béo này thì là béo này, phường này thì là nhìn anh nó thù, cái cặc. Mày không thù được anh đâu. Anh đéo buôn ma túy, anh đéo làm cái gì sai đâu. Còn lâu chú mới thù được anh. Mặt khách lồn con lợn bị mẹ. Mặt này khách lồn con lợn. Hả? Sao? Sao? Cái gì? Cái gì? Làm sao? Nói cái gì rồi? Tao nói cái gì làm sao? Nói tao nói mày ấy, tao thích ấy. Tao nói cái gì? Tao nói gì kệ tao. Mày oai cái gì? Chào oai gì à? Này, địt mẹ à, mày riêng mày á, trả tuyệt lồn với tao. Nghe đó chưa? Bố mày là dân, mày là công an đúng không? Mày dân thì mày làm sao? Tao nói cho mày nghe này, tao là dân. Cái gì mày làm sao? Là gốc, mày công an là ngọn nên bố mày đổ mày trồng cù. Anh em, mày đổ đi. Cái đổ cái lồn mày hỏi tao ấy. Quán em kinh doanh thì canh hỏi đơn em tí. Mày tuổi lồn mày sợ người tao. Làm gì tao mà làm gì? Tao gì làm gì mày? Mày tuổi lồn thì làm gì tao? Tao ngu đâu mà lại động vào người mày. Riêng mày trả tuổi lồn động người tao, nghe rõ chưa con chó? Bố mày chửi đấy. Sao? Làm gì mà làm gì? Tao địt làm gì mày bẩn, làm gì bẩn đây bố mày này, nghe rõ chưa?
Đi mẹ bắt đặt ai, bắt đặt tao mày nhầm rồi. Nghe rõ chưa? Bắt đặt ai, bắt đặt tao mày nhầm đấy. Làm sao? Mày cái máu lồn, đi mẹ mày. Đi con mẹ mày, a đi con mẹ con chó này. Công an mày chửi tao á? Sao mày đủ tư cách mà chửi công an? Tao sợ cái lồn này nó chửi tao phạt, tao nộp tiền phạt. Được chưa? Tao sai lộ tiền phạt. Tao phạt bao tiền, tao có tiền nộp và tao thiếu lộn tiền. Anh ơi. Nghe thế, đi mẹ. À đi mẹ, mày con chó này mày.